Rất bất ngờ đúng không? Chỉ mới cách đây ít ngày, đội hình Hoa Tử nhận không ít kỳ vọng của Top Esports, vừa kéo nhà vua LCK đến ván đấu cuối cùng, mà nay lại thảm bại dưới tay nhà vô địch châu Âu. Đội hình 3 danh hiệu vô địch thế giới khiến người Trung hết thảy tự hào, từng khiến Cup ôm hận trong 2 năm liên tiếp, nay lại gục ngã chóng vánh trên chính sân nhà. Không còn thấy một Top Esports ứng cử viên vô địch đầu mùa giải, chỉ còn một thư viện Thành Đô lặng im đến đáng sợ trong 2 tiếng đồng hồ. G2 Esports quả là một tay khó đoán, khó lường. Thất bại 2-3 trước T1 tưởng chừng đã phô bày nơi họ những khuyết điểm để đối thủ khai thác. Nhưng không, họ hủy diệt liên tục BSG Talon, Top Esports, những kẻ vừa làm khó hai nhà vô địch hàng Trung chỉ trong 3 ván đấu. Vậy ngay sau đây, hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân, nhìn lại màn hủy diệt Top Esports mà G2 đã ban tặng, để xem nhà vua châu Âu đã làm được những gì khiến Trung Quốc phải câm lặng. Trước khi bước vào video, đừng quên để lại một like và sub cho Lu, cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn sắp tới. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu. Delay lại lao vào, tìm kiếm Kuma Yuzi, Kuma vẫn Genji lên ngôi vô địch. Ván 1, ván đấu đầu tiên, Top Esports hướng đến đội hình cơ bản trong meta với hai chủ lực cánh dưới, Varus, Azir, Nautilus, Cersante, Xin Zhao là bộ ba làm nền và càng lướt gây khó chịu. Thế nhưng G2 Esports không phải dạng vừa khi đem ra bộ đôi hỗ trợ đi rừng Leona Ivan, hoàn toàn khắc chế được những chất tướng lao vào mà Top Esports lựa chọn. Kermiu cũng là con bài Broken Blade lựa chọn khắc chế Sante, giữ chân các mục tiêu cho hai xạ thủ Tristana, Kalista được bắn. Đường dưới có Jackie Love chưa bao giờ là khu vực an toàn. Ngay từ cấp độ 2, họ phát động pha tấn công vào Hansama, Mickey X bên kia chiến tuyến. Thế nhưng việc đánh giá sai khả năng chống chịu của Leona đã khiến bộ đôi Á quân LPL phải trả giá. Meiko mất tốc biến nhưng vẫn phải lên bảng. Jackie Love trong nỗ lực farm lĩnh với lượng máu thấp cũng để hỗ trợ đối thủ solo kill. Hai mạng nằm xuống với mọi phép hỗ trợ mất đi, Jackie Love tiếp tục bị đưa lên bảng điểm số khi Ivan của Jai can thiệp. Đường dưới của Top Esports chính thức bị hủy diệt từ sớm. Một chút tin vui nơi ốc đảo đường trên khi 369 thực hiện thành công cú solo kill vào Broken Blade chỉ như mối bỏ bể khi mà ở đường giữa, Prem nằm xuống dưới áp lực quá lớn của Hansama. Trong bối cảnh có hai chủ lực khá yếu, Top Esports vẫn quyết định đánh sòng phẳng với đối phương tại rồng nguyên tố thứ hai. Quyết định này khiến họ phải trả cái giá quá đắt với 4 mạng nằm lại. Meiko không thể dọn hết được những bụi cỏ mà Jai kiến tạo dưới chân Jackie Love. Và quét giờ ngay phút 12 gần như đã định đoạt số phận của Top Esports trong ván đấu đầu tiên. Cánh nén của Top Esports 369 cũng gãy vụn nơi đường cảnh khi anh phải chiến đấu quá đơn độc. Phần còn lại của Top không những không thể báo thù mà còn nằm lại thêm hai người ở đường dưới, nơi mà Thánh Rôn vừa phải 1-2. Khi chuyển qua đẩy ở một cánh khác, 369 tiếp tục cho thấy mình khó chơi tới cỡ nào. Không còn Dai gây khó chịu nhưng vẫn còn một Cáp với sức sát thương khủng khiếp chen chân vào cuộc solo 1-1 của anh và kiếm gãy phía bên kia. Hiển nhiên 369 lại bất lực nằm lại thêm một lần nữa. Còn đồng đội của anh phía bên kia bản đồ nằm lại 3 người trong tình huống cố gắng shutdown Hansama. Phút 22, cơ hội của 369 lần này đã tới khi chưa quyết định mở vào Baron. Anh hạ sát thành công Jai, đồng thời càng lướt mạnh mẽ để hỗ trợ đồng đội diệt gọn bộ đôi đường dưới đối thủ. Thế nhưng chỉ ít phút sau khi hy vọng được 369 nhanh nhóm thắp lên, Thiên lại phải tay dập tắt với tình huống nằm xuống quá vô duyên, để rồi G2 Esports có được Baron và Linh Hồn Rồng một cách quá dễ dàng. Với hai mục tiêu đã giành được, G2 Esports chỉ đơn giản là đẩy vào công trình với hai xạ thủ đã xanh sao, hoàn thành cuộc hủy diệt đầu tiên ở phút 28. Ván 2. Đến với ván đấu thứ hai, Top Esports vẫn trung thành với kết cấu đội hình cũ, gồm chống chịu Cersante đường trên, đấu sĩ Javan trong rừng, sát thương phép về cuối với Corki, một cặp đôi đường dưới mạnh sớm là Raven, Renata Class. Thế nhưng lần này, Mickey X tinh quái phía bên kia chiến tuyến vẫn mang ra được một khắc chế khá khó chịu cho bộ đôi Jackie Love và Meiko, đó chính là Brom. Không chỉ cản được hợp chất điên loạn nhờ tối kiên cường, Brom còn có khả năng hạn chế tối đa sát thương dứt điểm của đao phủ Kiều Hùng, lựa chọn giúp Jackie Love hủy diệt SKT 2019 trong 15 phút. Đứng sau tấm khiên vững vàng như vậy, Hansama tự tin trình làng Cockmo, lựa chọn mà anh cũng đã từng đem ra trong cặp đấu gần nhất. Trong khi đó, nửa cánh trên, G2 chơi tất tay với bộ ba tấn công quyết liệt gồm Tristana đường giữa, TF đường trên và Rek'Sai đi rừng. Chất tướng Brom ngay lập tức phát huy tác dụng khi Top Esports quyết định băng trụ từ sớm với ba người. Họ không có cách nào hạ sát được một Cockmo đã nấp kỹ dưới đôi vai vạm vỡ của Mickey X. Lượng sát thương trả lại đến từ Hansama vừa khéo dứt điểm Meiko, người chống chịu sát thương trụ đầu tiên. Và rồi khi Cap đáp xuống với dịch chuyển, Thiên lên bảng điểm số, Jackie Love bị ép mất tốc biến. Pha băng trụ thất bại toàn tập đã để lại hệ lụy nghiêm trọng cho đường giữa Top Esports khi con sâu của Hansama cầm hai mạng hạ gục, có sớm dậy cuồng nộ. Tuy rằng ở đường giữa và đường trên, Ram và 369 đều mang về những tin vui khi hạ sát thành công đối thủ cùng đường,
nhưng lối chơi không số lùi của Jackie Love ngay cả khi tốc biến bị mất khiến bộ boss hai cúp vô địch thế giới phải nằm lại thêm một lần nữa. Còn quái vật cóc mò trong tay Hansama chính thức được hình thành. Cuồng đao Gunso cỏ sớm từ xạ thủ Ichu khiến bộ ba nửa dưới của Top Esports đều nằm lại trong chính phần trụ của mình. Hansama có thêm một triple kill gần như là chấm hết cho Jackie Love và đồng đội. Nhà thi đấu Thành Đô biến thành thư viện trước màn trình diễn bạc nhược của Á quân LPL trong hai ván liên tục. Đến đây, các thành viên Top Esports hoàn toàn mất khả năng kiểm soát hành vi. Không chỉ là Thiên, Jackie Love, Meiko mà bộ đôi đường cảnh của họ cũng gần như không còn sự tỉnh táo nào trong những pha lao vào. Ván đấu thứ hai còn nhanh hơn ván đấu đầu tiên, Jiju nhân đôi cách biệt, hạt giống số 2 Trung Quốc rơi vào thế chân tường vách vực. Ván 3, lùi lại thêm một bước là đẩy xã hội, thế nhưng Top Esports cũng không đem được ra lời giải nào độc đáo ngoài bộ đôi đường dưới mạo hiểm Kalista Kermil. Đó gần như là lời mời gọi Hansama vào Raven vì tưởng mà anh sử dụng cũng rất thuận tay. Mickey mang ra Nico để đè đường bộ đôi có tầm hoạt động không quá tốt bên kia chiến tuyến. Với những lựa chọn cánh trên trong ván 3, Á quân LPL có chút thay đổi về tướng nhưng vẫn duy trì chiến thuật cũ với top tăng, rừng đấu sĩ và mid carry với bộ ba Udyr, Rek'Sai, Corki. Trong khi đó, Cap không sai không cần sửa, tiếp tục lựa chọn Kristana khi bên cạnh anh còn có sự bảo kê của Yike và Broken Blade với Ivern và Sante. Giống hệt hai ván đấu trước, đường dưới vẫn giống như chiến trường đẫm máu khi giao tranh 2-2 nổ ra từ sớm. Lần này may mắn đã mỉm cười cùng Jackie Love và Meiko khi họ hạ sát được bộ đôi đường dưới đối phương. Một mạng phải trả lại chỉ là khi Hansama không còn lại bao nhiêu số nội tại trên người. Đáng tiếc thời điểm hiếm hoi đường dưới yên ổn cũng là lúc đường trên của Top Roll ra con số 3. 369 sau khi bị Dai can thiệp một mạng hạ gục phải gục ngã thêm lần nữa khi bị BB solo kill. Ở đường giữa, Meiko bị Cap dẫn dụ vào một tình huống băng trụ để rồi lên bảng điểm số khi dính liên tục những khống chế mà Ichu dồn vào. Trở lại cuộc chơi, Meiko với tối hậu thư vẫn cố gắng kêu gọi đồng đội chuẩn bị những tình huống bắt lẻ. Mục tiêu được chọn rõ ràng là một Mickey kém cơ động phải nỗ lực đi kiểm soát tầm nhìn. Lần đầu hỗ trợ Ichu nằm lại tại bãi chim, anh chắc chắn đã ý thức được sự nguy hiểm của con bài Kermil này. Chính vì vậy, trong tình huống sau đó ở bụi cỏ chặt ba đường dưới, Mickey không còn đơn độc. Anh nằm xuống cũng là khi Hansama được xả một lượng lớn nội tại. Mạng bắt lẻ Kram ở trụ một đường dưới sau đó giúp cho xạ thủ nhà Ichu tiền vô như nước chỉ sau ít phút. Lợi thế ban đầu của đường giữa Top Esports như cát chảy qua kẻ tay, không giữ lại được bao nhiêu sau những pha sai lầm. Thời điểm Hansama dùng lượng tiền có được đó để mua nỏ thần Dominic ở ô đồ thứ 3, Jiju Esports chính thức đóng hòm Top Esports. Với Dominic, dù không được bắn quá nhiều, Hansama vẫn cho đồng đội thêm nguồn sức mạnh vô song trong pha giao tranh mang tính chất quyết định nơi con Baron đầu tiên của ván đấu. Đó là nơi hai xạ thủ của Jiju Esports nằm xuống sớm, nhưng Jackie Love và Graham cũng chẳng hề được chơi game. Phần còn lại của giao tranh là thời điểm cờ xanh tê trong tay BB tỏa sáng và hủy diệt tất cả. Jiju sau đó có được Baron bước ngoặt và vươn lên dẫn trước về tiền và thế trận. Trong phần còn lại của thời gian, Jiju không cần làm thêm điều gì quá đặc biệt. Họ chỉ đơn giản là đợi Top Esports tự hủy khi không còn kiểm soát được hành vi. Ván 3 được những gã hè châu Âu lấy về sau 28 phút, ấn định tỷ số 3-0 cách biệt tuyệt đối. Ngỡ như thất bại trước T1 đã phần nào làm Jiju lộ ra những điểm yếu và Top sẽ biết cách khai thác. Thế nhưng chỉ tiếc rằng Jiju lúc này lại đang trở về phiên bản thần thú mạnh nhất mà họ từng sở hữu trong quá khứ. Người hâm mộ Trung Quốc hoàn toàn có thể chỉ trích Top Esports rằng tại sao luôn bó buộc trong meta, tại sao không có được những lựa chọn đặc dị giàu tính hiệu quả như Jiju, thậm chí là tại sao mất đi bản lĩnh ngôi sao vốn đã thể hiện rất tốt ở cuộc đối đầu với Genji. Nhưng rốt cuộc thư viện Thành Đô vẫn phải công nhận rằng Jiju đã chơi quá tuyệt vời trong loạt BO năm hôm nay. Vượt ra ngoài khuôn khổ cái gọi là meta của các đội châu Á, Jiju mạnh dạn tạo ra cuộc cách mạng cho riêng mình để tạo nên màn hủy diệt được xem như địa chấn tại Mesa 2024. Cáp trả món nợ trước Jackie Love và Thiên nhiều năm về trước, Hansama bước lên chứng minh cho thế giới thấy rằng anh và Mickey X hoàn toàn có thể áp đảo bộ đôi từng vô địch thế giới nhà Top Esports. Broken Blade vẫn như ngọn Thái Sơn ở cánh trên, còn Jack thì bỏ gọn Thiên vào túi. Jiju Esports quả xứng danh là chủ tớ của Liên minh huyền thoại thế giới. Hành trình tiếp theo của đại diện châu Âu sẽ còn phải chạm trán Team Liquid hoặc T1 trước khi đụng độ BOG hoặc Genji. Tuy nhiên với phong độ hiện tại sẽ không là bất ngờ nếu Cap cùng các đồng đội tiến sâu tại Masai năm nay. Với Top Esports, họ dường như đã trở nên vụn vỡ sau khi bị Genji vùi dập. Sự bạc nhược thiếu sức sống trong cách chơi kết hợp với màn trình diễn thảm họa của từng cá nhân khiến họ phải ôm hận. 369 dù đã nỗ lực nhưng vẫn không đủ sức trụ qua mấy bận phòng 3. Graham non trẻ không thể vượt qua bài test nặng đô mang tên Cap. Ba nhà vô địch thế giới nhạt nhòa trong cả ba ván đấu suốt loạt BO5. Top rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm trước khi bước vào giải đấu mùa hè. Thế nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện tại, xin chúc mừng Jiju Esports đã điền tên mình vào vòng tiếp theo. Bạn nghĩ sao về loạt BO5 chống vánh giữa Top và Jiju Esports?
liệu đại diện châu Âu có tái lập được những gì đã từng làm ở năm 2019? Hãy để lại suy nghĩ ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.